Sau hơn 10 ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính hấp dẫn, tối qua 15 tháng 1, giải bóng đá gây quỹ từ thiện giúp bà con nghèo vui xuân đón Tết do sân bóng đá mini Đại Nam, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đã diễn ra trận tranh hạng 3 chung kết và bế mạc. Tham gia giải bóng đá gây quỹ từ thiện giúp bà con nghèo vui xuân đón Tết, xã Nghĩa Thành có 8 đội với hơn 100 vận động viên đến từ các đơn vị, công ty và câu lạc bộ bóng đá phong trào trên địa bàn huyện Châu Đức. Các đội chia làm hai bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn 4 đội vào bán kết và tranh chung kết. Kết quả, Công an Nghĩa Thành là đội giành chiến thắng, giành cúp vô địch năm nay. Giải bóng đá gây quỹ từ thiện giúp bà con nghèo vui xuân đón Tết xã Quảng Thành là giải thường niên nhằm kêu gọi sự đóng góp tài trợ của các nhà hảo tâm tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, ban tổ chức đã bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Thành 32,5 triệu đồng để góp phần vào công tác chăm lo Tết cho người dân. Các đội bóng tham gia về đây tham gia với tinh thần thiện nguyện, chung tay xây dựng nên một giải đấu fair play. Uy tín thì cũng là một tạo phong trào thể thao ở địa phương. Ngoài ra thì cũng dùng để kết nối anh em trong các xã với nhau. Tạo mối quan hệ và đoàn kết tình anh em giữa các địa phương trong xã. Thì ngoài rèn luyện sức khỏe, tạo tình đoàn kết thì chúng tôi tạo một phần đóng góp rất là nhỏ cho bà con trong điều kiện mình làm được thì không có gì hơn. Thì cũng mong bà con đón một cái Tết nó no đủ hơn, đầm ấm hơn. Cái giải bóng đá thì nguyện thì đã duy trì được 3 năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, ban tổ chức giải bóng đá thường nguyện của xã Nghĩa Thành vận động tất cả các mạnh thường quân cùng chung tay chia sẻ với bà con trên địa bàn của xã để đón được một cái Tết đầm ấm hơn, hạnh phúc hơn. Thì đặc biệt là trong năm 2021 thì dịch bệnh diễn ra thì bà con cũng gặp nhiều khó khăn, thì với những cái phần quà này gửi đến cho bà con thì giúp cho bà con cảm thấy được ấm áp hơn, được có sự quan tâm hơn, đón được một cái Tết đầm ấm hơn.